Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối ngày 1 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đối với 12 trên 18 huyện thị thành phố đồng bằng trung du của tỉnh. Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không theo quy định IUU. Lễ hội Sông Ngọc Linh lần thứ 6 năm 2024 tại Nam Trà My diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Một những điều trong thấy tuần này có phóng sự, loay hoay tìm nước sạch. Thưa quý vị, cách đây 94 năm vào ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay, đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Từ đó, ngày 1 tháng 8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Thưa quý vị, trải qua 94 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh, giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Thưa quý vị, sáng nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành 12 địa phương gồm thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện Phú Ninh, Nhi Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước nhằm đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định, mặc dù có sự chỉ đạo điều hành quyết liệt cụ thể từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp, tuy nhiên đến nay tỷ lệ giải ngân chương trình mục tiêu tại các địa phương còn khá thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Để nhìn nhận khách quan, tìm giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại hạn chế trong vấn đề này, tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị địa phương nêu lên thực trạng cũng như các khó khăn bất cập trong quá trình triển khai các chương trình. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, từ nguồn vốn thực hiện của ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, bao gồm vốn năm 2022-2023 kéo dài trên 3,52 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị địa phương gần 3 nghìn tỷ đồng, đạt 86%, trong đó vốn đầu tư đạt trên 85%, vốn sự nghiệp phân bổ đạt 86%. Đến ngày 30 tháng 7 năm 2024 đã giải ngân trên 621 tỷ đồng, chỉ đạt 25%. Riêng tổng nguồn vốn thực hiện của hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn 12 địa phương đồng bằng và trung du, bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2022-2023 sang trên 806,5 tỷ đồng, chiếm 23,21% vốn chương trình mục tiêu quốc gia toàn tỉnh. Đến nay các địa phương đã phân bổ chi tiết trên 630 tỷ đồng, đạt trên 78%. Đến ngày 30 tháng 7 năm 2024 đã giải ngân trên 163 tỷ đồng, chỉ đạt 20%. Tại cuộc họp, các địa phương sở ngành tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế dẫn đến việc giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia chậm trễ. Bên cạnh những khó khăn chung hiện nay liên quan đến quy trình thủ tục triển khai dự án, thiếu nguyên vật liệu như đất cát sang đắp mặt bằng, nhiều tồn tại trong việc giải ngân liên quan đến điều kiện thụ hưởng chính sách cũng được đề cập. Đơn cử như đối với dự án 2 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo về đa dạng sinh kế, đối tượng ở đây hầu hết hộ nghèo, cận nghèo là người già, neo đơn, khuyết tật, đau ốm, mất khả năng lao động, nên dù được hỗ trợ điều kiện sản xuất cũng khó thụ hưởng chính sách. Tại huyện Đông Giang, Ban dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm cụm 9 huyện miền núi. Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban dân vận huyện ủy các huyện miền núi đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, tổ chức 12 hội nghị quán triệt tuyên truyền các văn bản mới liên quan dân vận với hơn 1.000 lượt người tham gia, tổ chức 38 cuộc kiểm tra giám sát đối với 26 tổ chức đảng và 27 đảng viên, tổ chức 9 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các địa phương, nhất là việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029,
tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, gồm 6 huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My. Phong trào thi đua dân vận khéo triển khai hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã thực hiện 286 mô hình dân vận khéo. Hội nghị cũng đã bàn giải pháp nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Sáng nay, đồng chí Phan Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị Quảng Nam, chủ trì buổi tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Xuân Viện, trú tại xã Tâm Xuân 2, huyện Núi Thành. Theo phản ánh của công dân Huỳnh Thị Xuân Viện, trước đây bà có mua đất của gia đình ông Nguyễn Tấn Phương và làm nhà trên mảnh đất này. Tuy nhiên, sau đó giữa bà và gia đình ông Phương xảy ra tranh chấp trên vị trí đất đã bán. Để giải quyết tranh chấp, ông Phương đã khởi kiện và Tòa án Nhân dân huyện Núi Thành đã đưa ra xét xử, yêu cầu bà Viện trả lại một phần đất cho gia đình ông Phương. Không đồng tình với các phán quyết của tòa án, bà Phương gửi đơn đến nhiều cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại. Song khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thái Bình đề nghị Cục Thi hành án tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm hoãn thi hành án để tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập tổ giám sát trực tiếp đến vị trí lô đất xem xét thực tế và đưa ra phương án xử lý phù hợp đảm bảo quyền lợi công dân. Sáng nay ngày 1 tháng 8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri 5 phường vùng Đông, thị xã Điện Bàn. Đã có 12 lượt ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc xoay quanh những nội dung về những bất cập từ những dự án làng đại học tại phường Điện Ngọc, thủ tục đất đai còn rườm rà gây khó khăn cho nhân dân, việc đền bù đất ruộng cho 64 hộ dân phường Điện Dương tại dự án sông Cửa Cò, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã còn phức tạp, khu phố chợ Điện Dương hệ thống thoát nước không đảm bảo. Ủy ban Nhân dân thị xã, các cơ quan liên quan đã có những giải đáp những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại địa bàn đã trao đổi làm rõ thêm một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ tổng hợp trình cấp trên trong thời gian đến. Sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Chiến, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bà Trần Thị Bích Thu, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Thanh Hiền, phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên, có buổi tiếp xúc cử tri xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh, thị trấn Nam Phước sau kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Thanh Hiền, phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo với cử tri những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 19, 20, 21, 22, 23, 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cùng các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất trường học, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng. Cạnh đó là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là trên hệ thống sông Thu Bồn, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Tây An, Đông Yên, ô nhiễm tại một số trang trại chăn nuôi khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị sơ kết tình hình đánh giá thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh và triển khai nghị quyết số 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tính đến ngày 20 tháng 7, Quảng Nam có tổng số 3.395 tàu cá, trong đó 2.226 tàu cá đã được đăng ký, 1.169 tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, gọi là tàu 30. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất khi triển khai chống khai thác IUU. Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông tư số 06 ngày 6 tháng 5 năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn về hồ sơ thủ tục để các chủ tàu cá 30 có thể được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, nhưng thực tế vẫn chưa có kết quả do trở ngại về thủ tục thuế trước bạ tàu thuyền, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và xác nhận của địa phương. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có văn bản trả lời Cục Thủy sản nêu rõ tàu cá thuộc đối tượng được xem xét miễn thuế trước bạ. Các ý kiến tại hội nghị đã nêu lên đề xuất kiến nghị cho công tác phối hợp để tháo gỡ vấn đề thuế trước bạ cho tàu cá. Nếu như mà cái tàu mà nhỏ xíu từ 6 mét đến 12 mét mà
nó người dân họ sử dụng đã mười mấy 20 năm rồi mà họ đăng ký vì do chúng ta kiểm soát họ đăng ký. Để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất tại đợt thanh tra thứ 5 của EC vào tháng 10 tới, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024, Quảng Nam sẽ khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung cao điểm các nguồn lực để thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp cấp bách trọng tâm, giải quyết dứt điểm tình trạng tàu cá 30 trước ngày 31 tháng 8. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền từ tận hộ gia đình, có thể nói là toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp xã đến cấp tỉnh, tuyên truyền làm sao đó bà con hiểu được cái đánh bắt trái phép nguồn lợi thủy sản đó là rất là nguy hiểm. Chúng tôi hiện nay tập trung vào những cái thuyền mà không 30 như chúng ta nói là không ai quản lý nữa, thì làm sao đó từ cấp xã, cấp huyện và tỉnh vào cuộc để cố gắng tới 31 tháng 8 sẽ hoàn thành cái công việc này. Về lâu dài, Quảng Nam sẽ tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, có giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để đảm bảo đời sống cho ngư dân, góp phần để ngành thủy sản tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, ngư dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ và đón nhận huân chương chiến công hạng 3. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn dự lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trung đoàn đã đọc diễn văn kỷ niệm, nêu bật những thành quả nổi bật của đơn vị trong 10 năm qua. Là một đơn vị tác chiến đặc biệt sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, phối hợp tác chiến chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai. Tại lễ kỷ niệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ đã đón nhận huân chương chiến công hạng 3. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho 19 cá nhân thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ. Chiều nay, khối thi đua các cơ quan tham mưu 1 của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024. Khối thi đua các cơ quan tham mưu 1 gồm 10 đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối thi đua đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác thi đua khen thưởng của khối được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Các cơ quan trong khối đã chỉ đạo triển khai đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể công chức người lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Trong 6 tháng, các cơ quan trong khối thi đua làm tốt công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, kết nghĩa, thăm tặng quà các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ nhân dân xã Chơ Chun thực hiện 3 mô hình kinh tế. Công tác khen thưởng tại các cơ quan đảm bảo theo quy định. Các cơ quan trong khối đã trình Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì cho 3 cá nhân, huân chương lao động hạng 3 cho 6 cá nhân, trình Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen cho các tập thể cá nhân. Tại hội nghị, các cơ quan trong khối tham gia góp ý dự thảo quy chế hoạt động và bảng chấm điểm thi đua năm 2024 của khối, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong những tháng còn lại của năm 2024. Sáng nay, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn an toàn thông tin. Có 145 học viên là lãnh đạo công chức các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo công chức văn hóa xã hội, văn phòng thống kê, thành viên ban biên tập cổng thông tin điện tử, ban biên tập đài truyền thanh các xã thị trấn, tham gia lớp tập huấn được truyền đạt chuyên đề nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin mạng, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin mạng, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet và mạng xã hội. Sáng nay, lễ hội Sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt, buổi đấu giá Sâm Ngọc Linh thu hút hàng chục cá nhân tổ chức tham gia, thu về hơn 361 triệu đồng. Theo đó, sau khi hội thi Sâm Ngọc Linh công bố kết quả, 11 cá nhân đơn vị đã tặng những củ sâm đạt giải để đấu giá. Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng buổi đấu giá Sâm Ngọc Linh diễn ra rất sôi nổi, thu hút đông đảo người dân du khách tham gia lễ hội đến xem. Những cây sâm được mang ra đấu giá có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi, đạt chất lượng cao cả về thẩm mỹ lẫn dược chất vì đã thắng giải tại hội thi sâm. Do đó đã có những lần hô giá quyết liệt để sở hữu được những cây sâm đẹp. Ngoài những người tham gia trực tiếp buổi đấu giá cũng thu hút khách hàng đấu giá qua hình thức online. Củ sâm Ngọc Linh được đấu giá cao nhất lên đến gần 130 triệu đồng.
Kết quả buổi đấu giá đã thu về hơn 361 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí trên dùng để ủng hộ công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đây là một trong những hoạt động không chỉ có phần làm phong phú thêm cho lễ hội Sâm Ngọc Linh năm 2024, mà còn có ý nghĩa nhân văn thiết thực, hưởng ứng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong nỗ lực xóa nhà tạm. Phiên khai mạc lễ hội Sâm Ngọc Linh, chương trình nghệ thuật Ngọc Linh mãi mãi tự hào do huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay ngày 1 tháng 8 tại trung tâm giới thiệu tổ chức hội chợ phiên chợ Sâm Ngọc Linh tại thôn 1 xã Trà Mai huyện Nam Trà My và được đài phát thanh truyền hình Quảng Nam truyền hình trực tiếp trên vệ tinh Vinasat 2 cùng các hệ thống hạ tầng truyền dẫn khác. Mời quý vị quan tâm đón xem. Thưa quý vị, loay hoay tìm nước sạch là phóng sự mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong một những điều trong thái tuần này. Qua phóng sự này, quý vị cũng sẽ nhận diện rõ hơn những bất cập về đầu tư, quản lý cũng như vận hành sử dụng các công trình nước sạch hiện nay trên địa bàn không chỉ của riêng huyện Nông Sơn. Đây là công trình nước tự chảy tại tổ dân phố Đại Bình, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, được đầu tư xây dựng vào năm 2019. Sau 3 năm đi vào hoạt động, công trình không đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước. Đến năm 2022, nhà nước tiếp tục đầu tư hệ thống giếng khoan để dẫn nước về bể chứa này. Thế nhưng, đường ống đưa nước về nhà dân đã xuống cấp và quá trình thi công đường giao thông nông thôn đã tháo dỡ nhiều đoạn. Giếng thì mình lại mình cũng có cua mà cũng có nước đồng hoàng, nước ngon lắm. Nó nuôi ở trong là mình ở đây là mình nghĩ là chắc mình cũng mừng sớm, mình cũng mừng. Mà thật chắc rằng là khoan xong bắt đầu tàu cả máy sóng xa là thấy dân đành luôn. Tổ dân phố Đại Bình, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn có tổng số 367 hộ dân, trong đó 100 hộ dân có nhu cầu sử dụng, nhưng chưa một lần được dùng nước sạch từ công trình này. Công trình tiền tỷ được nhà nước đầu tư và đưa vào sử dụng. Giờ trở nên hoang tàn, nhiều hạng mục xuống cấp hư hỏng, đường ống thì bỏ không, người dân rất bức xúc. Thì hồi xưa là thấy cũng có bếp ngon qua đây có một đoàn ống mà vừa rồi là chưa không mua thấy xí nước ấy, cái thấy họ lùng đường là họ đồ lên đóng ống họ bỏ đó rồi họ chuyển đi đâu thì cũng không biết. Tại tổ đoàn kết số 4 thôn Dùi Chiên, xã Phước Ninh, mặc dù được nhà nước quan tâm đầu tư rất nhiều hạng mục từ giếng đào, giếng khoan, nước tự chảy, thế nhưng sau một thời gian sử dụng nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn vôi rất nặng. Trước thực tế này, thời gian qua, khoảng 45 hộ dân nơi đây đã góp tiền tự đào giếng và lắp ống bi, đường ống, bắt điện bơm nước từ bãi bồi ven sông Thu Bồn dẫn về dùng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn đã tiến hành làm việc với các đơn vị có chuyên môn để lên phương án triển khai các giải pháp xử lý nước đầu ra trước khi dẫn về khu dân cư để đảm bảo phục vụ nước sạch cho nhân dân. Thì đối với công trình nước sạch, hiện nay là trên địa bàn huyện có một số cái vướng. Đấy, đặc biệt là trong đó là có cái vướng là cái nguồn nước đầu vào nó không được là tốt, khi bị nhiễm phèn và những loại kim loại nặng. Thì hiện nay thì ngành cũng đang phối hợp với là một số đơn vị có liên quan để triển khai cái việc là lọc nước và xử lý nước, cấp nước đầu vào đối với các công trình này. Chúng tôi cũng đã có hướng dẫn để người dân nạo vét lại cái các giếng đào đó để đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Nông Sơn đã đầu tư 19 công trình nước sạch phục vụ người dân, song nhiều công trình không phát huy hiệu quả. Việc tìm giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân là hết sức cần thiết trong bối cảnh hạn hán ngày càng khốc liệt. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3.
thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Prao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 56 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 56 đến 95%, gió nhẹ.